bây giờ Duy đang tiến sâu vào trung tâm thị trấn Bình Đại. À, bên phải có cái đường là Lê Pháp Dân. À, đường Duy đang đi là đường tỉnh 883. Hình như Duy đoán là phía trước có một ngôi chợ. Thì thường thường thì nhìn cái cảnh quan mua bán thì dễ nhận ra đây là ngôi chợ đó. Hello các bạn. Hiện tại bây giờ là Duy đang đứng trước cửa chợ Bình Đại. À, chợ Bình Đại là thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Sự thật thì Duy cũng muốn review lại cho các bạn xem lại ngôi chợ mà Duy đã đi qua. Nhưng mà giờ Duy cũng không biết review từ hướng bên nào. Bây giờ trước mắt là mình qua hướng bên đây đi các bạn ha. Coi đường có rộng không? Chợ Bình Đại khá rộng rồi các bạn. Có nghĩa rằng là hai khu nha. Bên bán đồ tạp hóa khác là bên bán đồ mỹ phẩm, rồi bên bán đồ trái cây hay là bán rau cá là một bên. Đó, là hiện tại bây giờ là Duy đang đi phía bên phải của chợ Bình Đại, mà bên cái hướng này là khu nhà lồng lớn nè. Khu này là người ta bán hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, quần áo may sẵn ha. Đây. À, Duy mời tất cả anh chị em nào mà người con từ sống ở Bình Đại ha, mà bây giờ chúng ta đi làm ăn xa ha. À, Duy mời các bạn vào xem clip của Duy để các bạn nhìn lại thấy quê hương của mình ha. Phía sau chợ Bình Đại có cái trung tâm là phòng kinh tế và hạ tầng. Tại vì mời anh chị em nào mà người con của Bình Đại ha, mà bây giờ chúng ta không còn ở Bình Đại nữa, chúng ta ở xa ha, hay là Việt Kiều ha, thì vào xem cái clip của Duy để hồi tưởng lại, hồi nhớ lại những ký ức kỷ niệm. Thì Duy thấy cái bảng hiệu để cái chữ chợ Bình Đại ngay cái cổng trước thì dấu hiệu giống như là một cái ngôi chợ Bình Đại này lâu lắm rồi, vậy có nghĩa rằng là họ chưa làm mới lại á. Duy nghĩ rằng là phía sau này cũng là ngôi chợ giáp mé sông á. Đa số ở miền Tây là chợ là hai có giáp mé sông nha các bạn. Rồi nhường cho bà bác ra trước đi. Trái cây kìa, đây là bên long chợ nhà lồng, nó mát. Bên trái thì bán hoa. Rồi bán giày dép nè. Đúng rồi các bạn ơi, ở phía sau là có cái sông. Khô nè. Tôm khô đủ loại ha. Lấy thấy ngon ha. Là Duy sẽ cố gắng ra phía sau Duy xem cái sông đó ha các bạn. Rồi cảm ơn anh nhiều. Đây là bán tôm khô quá, khô mực người ta để trong cái bọc các bạn. Ồ, đã thì cái đường chợ Bình Đại rộng quá các bạn ơi, dài thiệt chứ. Đó. Nè, chợ cá nè. Hả? Ồ. Đó, bán nhiều bán cá quá chừng luôn các bạn ơi. Ở đằng sau cũng là con sông ha. Hả? À, đúng rồi, ở đằng sau một cái con sông mà nhỏ thôi. Ồ. Đây anh bán nho ha. Nho này quay ra nè, quay. Nho đẹp ha anh, nho này do gì vậy anh?
Mỹ. Nho Mỹ hả? Ừ. Dạ. 250 ký. Ồ, à, nho này là 250 ký nè các bạn. Nho rất đẹp ha. Rồi cảm ơn anh ha, các bạn có đi chợ Bình Đại ủng hộ anh nha. Đây các bạn, hiện tại bây giờ là Duy sẽ cố gắng Duy review lại cái khúc sau của chợ Bình Đại, tức là khu này người ta bán cá tôm. Lý do là thứ nhất là hồi nãy là Duy review phía trước rồi, bây giờ xuống đây thuận tiện Duy review cho các bạn xem cá nha. Wow, quá nhiều cá luôn các bạn ha. Đây là hình như là cá đuối các bạn. Cái này cá đuối phải không cô? Dạ. Dạ. Còn cá này cũng cá biển luôn hả cô? Cá bông lau. Dạ. Cá bông lau hôm nay giá chắc cao lắm hả cô? 120 ngàn ký. Dạ, con cảm ơn cô, hay con làm phim để con chia sẻ đấy không? Cô thông cảm. Cá bông lau 120 ngàn ký. Rồi. Dạ. Đây cũng là cá đuối nha các bạn. Đó các bạn ơi, đây là khu vực chợ cá của chợ Bình Đại nè các bạn. Thì sự thật thì Duy hồi nãy Duy nói rồi là từ nhỏ tới lớn Duy chỉ mới biết chợ Bình Đại lần đầu tiên. À, còn khu này là khu bán thịt nha. Ở đây chỉ có bán cái lạp xưởng nè, ha, lạp xưởng đẹp quá các bạn ha. À, có ai đi chợ Bình Đại thì ủng hộ quầy thịt bò của chị Giang, quầy số 15 nha. Hai chị bán thịt bò đẹp lắm. À, bây giờ Duy lên phía trước, Duy review cái khúc giữa. Khúc giữa này chứ không phải là trước. Khô, wow, khô nè. Đủ loại khô ha. Con khô này ăn cá gì mà trời dày dài thòn ấy chà. Này là chắc cá lóc nè. Quầy khô số 12. Ờ, đây cũng là khô luôn các bạn. Miền Tây mà các bạn ha, miền Tây thì vùng biển sông nước khô cá lúc nào cũng trù phú. Chính vì thế mà người ta nhiều quá, người ta dùng không hết, người ta phải làm khô để ăn dần trong tháng ha, trong năm ha. Ở đây thì mấy cô mấy chú cũng có phục vụ ăn uống hàng ngày luôn. Wow, thấy có mấy hũ tôm khô đẹp quá bạn ơi, 5 hũ tôm khô cực kỳ đẹp ha. Đây là quầy khô số 5 ha, các bạn có đi chợ Bình Đại thì ủng hộ cô nha. Đây là khô nữa nè các bạn. Khô nó khô mực ha. Wow, nhìn khô đã quá các bạn ơi. Khô thịt cá thì luôn luôn người ta tập trung bán ở một khu vực gần nhau. Chào con, à, quầy thịt này của con hả? À, cảm ơn chị. À, thịt ngon quá các bạn. Các bạn có đi chợ Bình Đại thì ghé mua của chị nha. Chị là quầy số 9 nè. Rồi, cảm ơn con nhiều lắm nha. À, chú làm YouTube nè, chú gửi cho con. À, chú cảm ơn con nhiều lắm nha. À, Duy sẽ review lại cái chỗ cá, chỗ mới một chút ha các bạn. Sự thật thì nhìn cá thì rất là thích ha. Đó các bạn không? Đó, ha, người ta nói cá này là cá bông lau ha. Cá bông lau thì mắc lắm tới 120 ngàn ký các bạn. Chỉ có cái vùng miền Tây mình ở với lại cái gần cạnh cửa biển hạ nguồn á mới có cá bông lau nhiều, còn không nữa là ở thượng nguồn chẳng hạn như là Châu Đốc. Wow, con cá này con cá gì lạ quá ta. Cá này giống cái kèo các bạn ha, cá kèo này hơi bự rồi ha. Đây cô có bán cua nè, cua ở đây người ta cột cái dây nhỏ xíu ha. Đó, cột vậy mới là số 1 đó các bạn. Dạ.
Em cảm ơn chị nhiều ha. Rồi ở đây có anh chị bán cái này làm chả ha. Cái này chả ha anh. Dạ, cá chả này, cá này là cá gì làm chả vậy anh? Cá thu mà. Dạ. Rồi các bạn có đi chợ Bình Đại thì có mua chả cá thì ghé đây ủng hộ anh chị. Rồi em cảm ơn chị nha. Và chúc anh luôn luôn thật nhiều sức khỏe nha anh. Em thì em làm cái phim về này nè, chia sẻ về những hình ảnh thôn quê. Thì anh có vào để em xem thì nhiều khi thấy anh hình ảnh chỗ mua bán của mình cũng vui lắm. Rồi đây nè, mực nè các bạn. Mực bên đây nhiều bạch tuộc là phải à? Lắm nha mà. Dạ, mực trứng hả cô? Dạ. Quá đẹp các bạn ha. Hình như cái này là ở dưới biển mới đem lên nè. Còn tươi lắm nha các bạn. Ở đây thì vùng quê thì chúng ta thì ăn thật, ăn mực, ăn cá là tương đối tươi hơn. Tại vì ở Sài Gòn thì người ta trữ nước đá rồi mấy tháng mới lên tới Sài Gòn. Rồi đây là bán nghêu nè. Hiện tại bây giờ thì cái cuộc sống của người dân Việt Nam càng ngày càng thay đổi, đất nước càng ngày càng phát triển, cho nên kinh doanh mua bán cũng đa dạng hơn. Đó, đây người ta bán đồ cho trẻ em, này bán đồ cho phụ nữ cũng có chung đây luôn ha. Rồi bây giờ Duy đi vòng hướng bên đây lên. Cái hướng này là mấy cô bán đồ nông sản nè, rau củ. Cái cảnh mua bán này phải nhớ bà mình ngày xưa ha. Bà có Duy ngày xưa cũng buôn bán ngoài chợ. Ở đây cái khu quầy này là người ta gọi là quầy bán đồ nông sản, tức là rau củ quả. Ở đây cái quầy của chị là toàn củ không các bạn. Còn đây nữa ha. Rồi bây giờ Duy đi vòng lên phía trước nha các bạn. Rồi đi vòng ở trước, ở đây có cái cửa hàng bán giày dép nè ha. Rồi chúng ta đi vòng phía trước các bạn ơi. Một lần nữa Duy mời anh chị em fan của Duy, người nào mà đã từng sống ở Bình Đại ha, mà bây giờ các bạn đi làm ăn xa, Duy mời các bạn vào xem clip của Duy để xem lại ngôi chợ Bình Đại ha. Thì biết đâu nơi đây nó gây ký ức, trở lại những điều gì mà ngày xưa chúng ta sống ở đây. Chúng ta cũng từng đi vô ngôi chợ này. Thì bây giờ mình ở xa rồi, chẳng hạn như bà con kiều bào ở châu Âu, ở Mỹ, thì bạn vào xem ngôi chợ Bình Đại một ngày nào đó chúng ta đã từng sống. Và đây, Duy đang trên đường tành tàn, Duy đi ra ha. Duy cũng chia sẻ cái hình ảnh chợ Bình Đại cho các bạn xem nha. Anh bán trái cây nè. Hello anh. Dạ. Chúc anh mua may bán đắt anh ơi. Dạ. Dạ. Đó, đây hoa ha. Chào chị. Hoa luôn luôn đem lại may mắn cho người ha. Wow, tất cả các loại hoa đẹp quá các bạn ơi. Chị bán hoa cũng đẹp như hoa luôn. Các bạn thấy không, cái cây nhìn đẹp dễ sợ chưa ha. Nhìn cái cách của chị trưng bày nhìn thấy bắt mắt quá. Rồi bên đây thì cũng có cái cửa hàng bán hàng fashion thời trang dành cho phụ nữ. Đây người ta có bán trái cây chẳng hạn như bơ nữa các bạn.
bơ rất đẹp này, bơ này chắc có lẽ là trồng tại Bến Tre các bạn. Rồi một lần nữa Duy cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Duy, nhất là hiện tại bây giờ cái clip của chợ Bình Đại. Trước khi chia tay chợ Bình Đại, Duy cũng không quên mến chúc các bạn luôn luôn bình an và hạnh phúc. Và hẹn các bạn lại clip sau nha. Duy bye các bạn.